Tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng 15 bị cáo khác trong vụ án rửa tiền, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thành công vụ. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh từ 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ cùng tội danh bị cáo Doãn Văn Hưởng, cựu chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai, bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù. Bản luận tội của đại diện viện kiểm sát nêu rõ, bị cáo Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là phó chủ tịch và chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 đã ký nhiều văn bản và có ý kiến bút phê chỉ đạo và các tài liệu khác có liên quan, trái quy định của pháp luật để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại trị giá hơn 610 tỷ đồng.